Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên đề của em. Thì sang tháng mới rồi, em lại cập nhật nhanh nhanh qua về cái giá xe Ford, dòng xe Everest đi. Tháng 6 này khuyến mại các thứ như nào? Ever thì tháng tới chúng ta vẫn nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Chỉ có Ranger thì mình khả năng là sẽ chuyển qua lắp ráp để đảm bảo cái nguồn cung về xe. Giá thì vẫn tụt quần. Tháng này thì phiên bản hai cầu biturbo 1 tỷ 399 triệu đồng thì bọn em bước vào khoảng từ 85-90 triệu đồng theo xe. Có thể thương lượng kèm theo phiên phía đại lý này, chúng ta nhận thêm một chút phụ kiện chính hãng nhé. Phiên bản titanium số động một cầu 1 tỷ 181 thì chúng ta giảm khoảng 75-80 triệu đồng, ít hơn một chút đúng không ạ? Cuối cùng là phiên bản sport thể thao ra mắt mới 1 tỷ 112 triệu đồng thì trong tháng này bên em đang giảm vào khoảng 40 đến 50 triệu đồng tiền mặt theo xe, có thể tặng kèm thêm 1 năm bảo hiểm nhé cho quý anh chị khách hàng thiện chí thương lượng. Thật ra thì dòng Everest chúng ta giảm liên tục, và nhất là trong cái tình hình dịch bệnh căng thẳng như ở ngoài miền Bắc hiện nay thì đa phần các đại lý đều phải kích cầu do cái nguồn cung xe Ranger cực kỳ ít, và để đảm bảo cái doanh số hàng tháng cho phía đại lý ạ thì bọn em vẫn đẩy Everest rất là tốt. Hiện nay thì khi mà anh chị mua xe trả góp thì chúng ta chuẩn bị tối thiểu giúp em là 20% giá trị xe, tức là 20% của giá niêm yết ạ, và chi phí lăn bánh là nếu như các bác ở Hà Nội là 12% thuế và 20 triệu tiền biển, cộng vào khoảng 5-7 triệu tiền dịch vụ đăng ký đăng kiểm phí trước bạ đó. Hiện nay thì cái mức vay an toàn mà khi mua xe Ever em dao động vào khoảng 500 đến 600 triệu đấy ạ. Thì em cũng tính nhanh cho quý anh chị là khi vay 500 triệu trong vòng khoảng 6 năm thì chúng ta trả cả gốc cả lãi trung bình hàng tháng vào khoảng hơn 10 triệu là cao điểm nhất nhé. Gốc vào khoảng 7 triệu, lãi vào khoảng 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi. Hiện nay thì một số ngân hàng tốt mà bên em hay làm như là Shin Hàn Bank, VIB hay Tiên Phong. Quý anh chị mà có nhu cầu mua xe trả góp và cần tư vấn thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em để nhận thêm khuyến mại này, tư vấn ngân hàng cũng như là chọn được cái mẫu xe ưng ý nhất mà quý anh chị đang có nhu cầu mua, chuẩn bị tài chính tốt hơn. Rồi em làm nhanh thôi vì cũng không đi quay xe mà review cho anh chị trực tiếp được, rất mong quý anh chị thông cảm giúp em. Em cập nhật cái giá xe khuyến mại trong tháng thôi. Mình có nhu cầu thì cứ bốc máy alo giúp em nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.